Rồi, xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cá Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Hôm nay em lên lô mát cá cỏ 13 cây, trong đó có 2 cây mái cưa xích nha mấy anh, hiệu Echo và Ruby. Rồi, 2 cây cuối cùng nha mấy anh, cứ coi từ từ giùm em nha. Cây thứ nhất là Echo 1.3 220, maru xanh cực kỳ đẹp, 1.350, Tanaka nha, 1.400, TD Kawasaki dòng này chạy như trâu như bò mấy anh, đấu xịt thuốc được luôn, có 1.400 à. Mitsu T40 tâm nhân cực gợi của nó, đấu xịt thuốc được luôn, 1.500. Echo 240 có trợ lực, chị em phụ nữ người già lớn tuổi xài là hết sảy luôn, 1.500. Maru tâm liền nha, màu này hôm bữa em bán cực kỳ chạy nè, ga bóp anh nào thích thì tranh thủ chốt nha. Mitsu L23, Mitsu TU26, Echo 345 xung gầy ha, và một cái Austin 106 FS 106 ha, máy khủng không nha. Đó, giới thiệu chi tiết về cái máy này nha. Đó, mấy anh coi cái nào phù hợp thì mình tua từ từ mình coi, còn không thể coi nguyên clip giùm em để có thể đón được clip của em coi hàng ngày. Mấy anh nhớ là cho em xin một nút đăng ký kênh, một nút like để mấy anh tương tác với nhau, khi mà em like xong sẽ nổi lên kênh mình thì hàng ngày đều thấy em nha mấy anh. Rồi, mấy anh mua hàng vui lòng liên hệ giùm em số điện thoại này nhé, 0913136620, Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha, số này ha, ship hàng toàn quốc, được xem hàng thử máy trước khi nhận nha. Ví dụ như đi miền Tây thì 3-4 ngày tới, còn mà nếu mà trong vòng 7 ngày không nhận được hàng thì điện cho em ha, đó là nói luôn miền Bắc nha mấy anh. Đó, mấy anh nghĩ là mình mua đơn nào mấy anh theo dõi đơn đó giúp em, đặc biệt em bán hàng em không có lấy cọc nha ha, không lấy cọc là để làm chi, để cho mấy anh tin tưởng mua hàng mà bán hàng sao giao vậy chứ không ai ở không đâu đổi máy nha mấy anh. Cho nên mấy anh xem cho kỹ cây nào phù hợp với gia đình mình ha, thì hả chốt, còn không thì mấy anh kia em test qua Zalo cho kỹ đi, rồi em vẫn tư vấn cho mình, không được thì đặt sau chốt nha. Rồi, bên em có bán nhớt theo bình này 1 lít 100 ngàn, và tỷ lệ xăng có nhớt là 1 lít xăng pha giùm em 40cc nhớt 2 thị ha, nó có cái bình nhỏ cho mình lường luôn nha mấy anh. Đó, bên em bán nhớt là ngon lành cành đào như luôn các nha mấy anh. Mấy anh mua máy mua nhớt thì em miễn phí ship cho mình luôn, ngại gì mà không mua, không tới chỗ chuẩn bị xăng vô thì thử máy thôi đó. Rồi, em sẽ vô cây đầu tiên là cây Echo 220 nha. Rồi, bật mí nhỏ cho mấy anh nghe luôn, là cái cây Echo này ngoài cắt cỏ mình có thể là bơm đấu cái đầu bơm nước vô ngon lành luôn nha mấy anh ha, chạy rất là khỏe luôn, hệ niệm đấu không biết bao nhiêu cây luôn ha, và được khách phản hồi rất là tốt đó. Bình xăng lớn zin, bình xăng con zin nha, bình xăng con zin ga ngang nha, áo nhựa áo nhôm cho nên tỏa nhiệt rất là tốt nha ha. Tum thì tum gầy, tum gầy tum nhôm nha, hộp này tum lỡ nha mấy anh, 220 ha, Echo chỉ có 1.3 triệu thôi ha, T1 1.3 triệu, hai tay cầm mấy anh, những cái tay đi rất là dày dặn ha, ga giữ trắng cỏ zin đầu ngoài zin. Những cái mẫu áo sắt á thì nước sơn zin có nó chạy thì nhìn nó không có đẹp bằng những cái áo nhựa, nhưng mà bù lại nó chạy khỏe lắm nha mấy anh. Mấy anh mà đánh lấy tốt gỗ hơn tốt nước sơn đó, thì nếu mà mấy anh không có đánh giá cao về bên ngoài, thích chất lượng ngon lành ha, thì mấy anh chốt cây này ha, xứng đáng đồng tiền mắc gạo, chạy đầm mà khỏe chắc lắm đó. T1 T2 là Maru Yanma màu xanh lá ha, cc nồng 30 ly nha, bình xăng lớn zin ha, rồi áo zin, áo zin màu xanh lá ha, rất đẹp luôn, mẫu này rất đẹp nha, chế zin gan ngang quanh bà rồ đó, chế chữ quanh bà rồ nằm dưới đây luôn nha, tôm liền tôm nhựa nha, mẫu này rất sáng nha anh, giá không nghĩ luôn, 1.350 T2 nha, hai tay cầm ga giữ, trắng cỡ zin đầu bò zin không tắt nè, lóc dập mát in Japan ha, hai cổng phụng với bình xăng lớn nè, dày dặn luôn, ốc sáng tới luôn nha. Nha. Mẫu này á, thì là xài gia đình nó phù hợp hơn nha mấy anh. Tại vì nồng nó nhỏ, thì nó nhỏ xài cắt cỏ mềm, cỏ gia đình, cỏ bờ đê, đồ cỏ bờ vườn rồi đó. Thì nó nhỏ thì xài nó sẽ tiết kiệm xăng và trọng lượng nó nhẹ. Mình xài gia đình thì nó phù hợp hơn. Nha. Đó. Rồi em sang T3. T3 là Tanaka tổ ong. Yeah.
Chợ lượt thêm em thấy giật mới có nữa, cộng dây giật hơi là nó qua tua nó chạy nổ rồi đó. Đó. Tanaka 252cc nồng 34 ly. Đó, áo nhựa ha, áo nhựa nó đổ cái kiểu cao gì nên tỏa nhiệt cho tốt thôi. Chứ nó cũng không có nặng bao nhiêu ký đâu nha, em thấy chứ tầm 5kg, 5kg ngoài trở lại à. Đó, bình xăng lớn gịt, đó, có nguyên cái đế nè. Rất là nhựa, rất là dày nha, cái bảo vệ bình xăng lớn mình luôn. Đó. Cái này thì cái chế mới của nó hư rồi, cho nên em lên chế hai kịp. Chế mới nha, đâm liền, đâm nhựa. Đó, 1.4 triệu ha, 34 ly chỉ có 1.4 triệu thôi. Hai tay cầm, ga giữ, trắng cỏ zin, đầu bò zin. T3, 1.4 triệu. Rồi, em sang T4. Iseki CD25 nha em ạ, nồng 32 ly. Iseki ha, 25cc 32 ly nha. Đó, bình xăng lớn zin nha em ạ, nhìn nó rất là chắc chắn ha. Cái này thì em lên chế mới rồi. Cái dòng này chung là 10 cây hết 9 cây lên chế mới rồi đó. Chế mới nó nhạy nổ ha, mà nó nói chung là chạy nó xịn sò luôn á. Đó. Áo này áo nhựa, áo nhôm ha, tỏa tỏa nhiệt cũng rất là ngon lành luôn. Mà đặc biệt dòng này chạy lúc đầu như em nói với anh nghe là chạy như trâu như bò, chạy không biết mệt. Mình mệt thoải mái nó không mệt, còn rất là khỏe luôn ha. Công tắc nè. Mà cái tông nó rất là dày. Đó. Kawasaki nè, thấy không? Tâm nhôm, hai lớp sơn zin nó bị chốc nè, rất là chắc chắn luôn. Hai tay cầm ga giữ là ga nhôm, đầu bò zin. Thì những cái hệ này phần lớn em thấy mấy anh dùng mà đắt lắm á, không á thì mấy anh chuộng hơn, dùng miền núi á. Còn miền Tây mình thì chưa có ai xài nhiều, thấy không? Miền Tây mình xài mít su là nhiều. Rồi T4 1.4 nha mấy anh, có chân chống nè, ha, và sân lớn mình không chạm đắt luôn. Rồi em sang T5 Mitsubishi T140 nè. T140 bắt chị nhà bà nha mình. Công tắc nằm đây ha. Bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng chế hai kim mới luôn ha. Cu ghi đứng nha mấy anh nghe nó hét không? Khỏe lắm, khỏe. À, cái này mình cầm lên nè. Đàn tâm 200G 160, ốc cùng hoàng tư luôn ha. À, cái máy này thì như máy Kawasaki hồi nãy nè, dòng Magui tâm gời nè, dòng Mitsu nè ha, thì tâm nó đấu qua đấu lại được nha. Và cái máy này mình có thể đấu xịt thuốc được luôn nha mấy anh ha, có chân chống nè. Đó, có 1.5 triệu thôi mà chạy cực kỳ khỏe, cực kỳ ngon lành ha. Hai tay cầm ga giữ, đầu bò ghim. Anh nào chưa sở hữu dòng máy này thì mình có thể mua thử một cây xài nha mấy anh, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn đó. T5 1.5 triệu. Rồi T6 là Yanma, cái này là Echo 242 nha mấy anh. Cái này hắn ngáp hơn là Yanma này nó có thương hiệu qua các dòng máy như máy cày, máy xới này kia nhóc nha mấy anh. Và máy cắt cỏ này nó cũng ngon lành luôn. Cái dòng này nó có trợ lực ha, cây này trợ lực nè, áo còn rất là đẹp luôn và đặc biệt là nó gọn nhẹ nha mấy anh ha. À, chế zin quanh và đồ nó sẽ dập dưới đây. Đó, tôm liền tôm nhựa nha, mẫu này rất là gọn, nhìn đặt bắt mắt. Rồi T6, 34 ly, 1.5 triệu. Hai tay cầm, da giữ ha. Đầu bò ghim trắng cỏ ghim. Đó. Anh nào thích trợ lực gọn nhẹ xài gia đình thì mình chốt cái máy này nha mấy anh. Nhìn mẫu rất là bắt mắt luôn ha. Đó, thấy không? Rồi, T6, 1.5 triệu. Rồi T7, Maru Yanma ha. Rồi tê này tê 7 nha ha. Màu xanh này giống như màu xanh tím luôn vậy đó, đẹp quá đẹp. Bình xăng lớn zin ha, 23cc 32 ly nha. Ốc trắng tưng luôn. Chế da ngang quanh và rồ hả, tôm liền tôm nhựa ha, sâu từng ốc cái mang coi rất đẹp. 1.8 triệu nha em ha. Hai tay cầm ga bóp zin, đầu bò zin, lắp zin luôn ha, lắp xịn sò luôn nha.
lóc dập mát in nha ba. Hai cổ phun mình sân lớn nè, dày dặn luôn ha ba. Rồi cây này 1,8 triệu nha, nha 1,8 triệu. Hệ này mua về siêu tầm ngon lành luôn, sáng nhất là. Rồi Mitsu tên là 23. Dây dẹp tháng 4 luôn ha. Cái nồng của thằng này 31 ly nhưng mà nó chạy sẽ ngang như những cây 32, 33 ly nha mấy anh. Cái công suất nó chạy á. Đó. Áo jean ha, lông má sáng tới luôn, quá đẹp. Mình sáng lớn jean. Dây jean hai kim ra nha. One barrel ha. Tùm 260 tùm nhôm nha. Công tắc nè, hiệu cá sấu nè mấy anh. Ha. Hiệu cá sấu mà biết rồi, cái con cá sấu nó lên thương hiệu đó. Cụm màu cam, ốc sáng hới luôn, rất đẹp, trắng tư. Rồi ra giữ ha, hai tay cầm. Nhưng mỏi jean nào rồi jean, cây này có 1,8 triệu nha. Em này vừa cắt cỏ, mình vừa có thể đấu xịt thuốc, vừa có thể bơm nước luôn nha mấy anh. Bình xịt thuốc 25 lít em này căng luôn nha. Ha. Thấy như vậy đó, chứ Mitsu chạy ngon lành lắm. Rồi lóc dập da banh ha. Rồi có cái đế bảo vệ mình săn lớn luôn. Rồi lóc dập da banh nè. Rồi có hồng số luôn, 332785 ha. Màu đen. Rồi đem tuốt còn nguyên ha. Cái hệ này là 1,8 triệu giùm em. D8 nha em. Rồi D9 Mitsu BCTU 26 nha. Dược anh ơi, lớp máy rất là trắng và đẹp ha, áo còn rất là sáng nha. Nha, hệ này là đi liền giọng Mitsubishi không đó nghe em, là TU TB này là TU nha, 26C tên là độ luôn, chế hai kim ngang ngang ha. Đúng rồi, cũng nhôm 260 công tắc nè. 2,1 triệu nha. Hai tay cầm ra giữ. Rồi chắn cỏ dinh đầu vào dinh. Cái máy này á, là mình đã phải cắt cỏ đó, xịt thuốc bơm nước luôn ha. Ngon lành luôn. Rồi có cái đế nè, ôm mình săn lớn hay bảo vệ mình săn lớn mà 500 đắt luôn. Có mô đen thông số luôn nè. 325927. Đó mà anh chụp lại được luôn ha. 2,1 triệu cho T9. Rồi sang TM. TM là Qgit 343 ha. Hai cây khủng long. Bây giờ mọi kẻ test cây này trước đi. Máy này máy to, máy cồ nha. Được nha. Bự mà lốc máy cũng rất là đẹp ha, áo jean ha, máy jean hết. Mình xăng chạy một lít tông ga. Ha, mình xăng lớn jean nè, có cái đế màu sắc ha, bảo vệ mình xăng lớn luôn. Lốc máy nè, trắng sáng và đẹp luôn. Đúng rồi, tum nhôm nha ha. Nước sơn jean nha mấy anh. 3,4,5 tức là 34cc, nồng 36 ly và 2,4 triệu ha. T10 2,4 triệu nha. Hai tay cầm ga giữ, đầu bò jean. Đó. Máy cộ luôn, có thông số luôn nha. 002440 đó, Made in Japan. 2,4 triệu ha. Anh nào đập cướp xài cắt cỏ số lượng nhiều ha, nuôi nông trại trâu bò ăn rồi đó, cắt cỏ để mình kinh doanh á, thì mấy anh lấy cây này đi, đập cướp bao khỏe. Rồi thêm một cây đập cướp như là mình mệt chứ máy nó không có xăng nè. D11 ha, là không xuống máy đó. Austin FS106, nồng 38 ly và cây này 2,5 triệu nha. Áo màu đen nha. Em sẽ cảnh báo
dành cho những cái anh nào mà 55 tuổi trở lên và chưa đủ 18 tuổi thì đừng nên sử dụng cái máy này nha. Thứ nhất là sẽ không có sức khỏe để giật. Em mấy cái hơi rất là chắc, và khi mà nó lên, mà anh thấy nó lên hết ga, nó vung giống như là sao, nó quá khỏe đi, mình không có sức khỏe để mình kìm được cái máy rồi. Nói chung là tóm lại dùng từ là cái máy này cực kỳ là khỏe. Anh thấy không, xã em rất là đồ con ha, mình dùng cái máy này dữ dằn. Ba kim chỉnh cái máy cơ nha, mình sẽ nói gì nha. Kim nhôm đó, có chân trống này này, chuyện là tung lớn, cú lớn nha mấy anh. 2,5 triệu ha, hai tay cầm ga bóp zin đó, công tắc zin ghi đông luôn ha. Đầu bờ ghi nha. Đó. Máy này rất là khỏe, T11 38 ly 2,5 triệu ha. Đó. Mấy anh nào chốt cái này thì alo em 0913136620 nha. Rồi bây giờ hai cây cưa cuối cùng để ra ngoài đi anh. Cây T12 là Echo, đây cái thước đo. Cái này tắt 3,8 kg như vậy. Cái thước này nè. Ba tắc 6 ha, tính từ đây nha. Ba tắc 6 xích lam gin, lam gin xích gin. Rồi dừng đi. Quá dữ, nhỏ mà chạy bốc ha. Công tắc ở đây nha, bắt ga ở đây ha. Nắp xăng ở trên, nắp xăng pha nhớt ở trên, nắp nhớt ở dưới ha. Rồi, nó lại hả. Rồi, vú bóp nè. Cây này thì T12 nha, anh nào chốt với em T12 37 ly 2,3 nha mấy anh. Cây này nói chung là cưa này là cây cưa tay cục ha. Nó cực kỳ là gọn, quá trời gọn luôn mà cực kỳ là nhẹ ha. Một tay dành cho những anh nào mà mình tỉa nhánh ha, leo trèo rồi đó. Chốt cây này giùm em. Ok không? Echo ha, khỏe, rẻ. 2,3 triệu. Rồi Giveaway dòng Mitsu ha. Ui da. Làm gì ạ? Ha ha ha. Ha. Dùng cái đi. Bắt máy rồi. Cái máy này là 43cc nha mấy anh, 2GB. Cái này 3 triệu nha. Rồi, đo xích đi anh. 3 tấc 4 hả? Cái này ta dạy nha. Rồi, 3 tấc 4 xích gin, lam gin. Rồi, test nha. Cái le là mình kéo qua như vậy ha, ha khởi động. Nó bóp ra, nó tự nhảy le, cái le này là le tự động nha mấy anh, xịn sò. Có chờ lần hả? Trả lời thật. Có gì á là gì? Ok. Rồi ưu điểm đầu tiên là em nè, nồng đứng, GOB nồng đứng ha, xin nhánh giá không cái kia. Ưu điểm thứ hai là chụp giật trợ lực siêu nhẹ giật. Ưu điểm thứ ba là le đỏ tự động nha. Kéo cái le ra. Lên ra. Nhảy vô ha, không cần phải đóng le nha, mở le chỉnh sờ công tắc nè. Đó, nồng đứng trợ lực, le đỏ tự động. Chỉnh sờ. Rồi. Ruby đen với vàng ha, quá đẹp, 3 triệu ha, tay vài nha, dài nha. Đó. Rồi có phá xích luôn nha mấy anh. Đây ha, không nhúc nhích nè. Đó, phá xích luôn. Quá trời ưu điểm cái em này luôn ha. Rồi 3 triệu cho T13 nha. Rồi anh nào chốt cái này thì nhanh nhanh lên giùm em 0913136620. Chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.